Xin chào các con, chúng ta sẽ lại cùng nhau sang cái bài tiếp theo của phần toán đại số lớp 10. Đó là bài tập hợp. Tập hợp. Và các phép toán của tập hợp. Nhưng mà thôi, tên bài ta ghi ngắn tắn tắt thế thôi. Tập hợp. Thế thì tập hợp là một cái khái niệm mà người ta không định nghĩa rõ ràng. Ta đọc lên thì ta sẽ hiểu nó thông qua theo cái nghĩa văn học thôi của cái từ này nhá. Một nhỏ, tập hợp và phần tử của tập hợp. Ta sẽ hình dung rằng tập hợp nó là một nhóm các cái phần tử. Thế lại hiểu phần tử là cái gì nữa thì nghe nó cứ thế nào ấy, đúng không? Phần tử là cái mà thuộc trong tập hợp. Ví dụ bây giờ thầy nói tập hợp một nhóm các bạn của tổ 1. Thì cái tập hợp ở đây là nhóm cái tổ 1. Còn các bạn trong tổ 1 thì nó là phần tử của tập hợp đó. Hoặc là thầy nói tập hợp số đi nhỉ. Cái này thì là quen thuộc nhất với chúng ta rồi. Tập hợp số tự nhiên đi. Thì đấy, tập hợp số tự nhiên nó là một cái túi to. Và trong cái túi to đó thì nó có các phần tử nhỏ. Và các phần tử nhỏ ở đây là các số tự nhiên. Mình cứ hình dung tập hợp nó là giống như một cái túi ấy. Nó chứa đựng ở bên trong đó các đồ vật. Thì nếu có, các đồ vật đó sẽ được gọi là phần tử của tập hợp. Chưa? Thế thì tập hợp giống như một cái túi. Gồm các phần tử bên trong nếu có. Tại sao lại phải dùng từ nếu có? Bởi vì là nhỡ cái túi đấy nó chả có cái gì bên trong thì sao? À, thì cái chuyện đó tí nữa ta sẽ đến cái khái niệm tập hợp rỗng. Rỗng túi ấy, chả có cái gì bên trong cả, đúng chưa? Tập hợp thì giống như một cái túi gồm các phần tử bên trong nếu có. Và tập hợp người ta thường ký hiệu bằng chữ in hoa. Tập hợp thường ký hiệu bởi chữ in hoa. Ví dụ như là A, B, tập hợp C, tập hợp X, vân vân. Thế còn phần tử thì người ta thường ký hiệu bằng chữ thường. Tất nhiên là thường thôi, chứ còn phần tử mà mình viết chữ in hoa thì nó cũng chẳng sao. Phần tử thường viết chữ thường. Nghe dối đúng không? Thường viết chữ thường. Cái thường này là thường thường, thường dùng, thường viết. Còn cái thường này là chữ bình thường, chữ nhỏ. Đấy nhá. Ví dụ đây, ví dụ này. Tập hợp A gồm chữ cái là A, B, C. Tập hợp B gồm chữ là x, 1, 2, vân vân. Rồi thậm chí như thế này nhá, tập hợp x lại gồm chữ A lớn, chữ B lớn. Đó. Hoặc là tập hợp x gồm bên trong các tập hợp nhỏ là A và B cũng không sao cả. Tất nhiên thế nên thầy mới bảo là đây là thường viết thôi, chứ không nhất thiết là bắt buộc như vậy. Và để mà ký hiệu tập hợp thì người ta dùng hai cái ngoặc nhọn ở hai đầu nhá. Khi viết tập hợp có các phần tử thì dùng ngoặc nhọn, xong lại đóng ngoặc vào để mở ngoặc, đóng ngoặc hai đầu. Được chưa nào? Thế cho nó cặn kẽ đi. Rồi, tập hợp và phần tử của tập hợp. Mục thứ hai, các cách cho tập hợp. Các cách cho tập hợp. Để cho một tập hợp ra thì người ta làm gì? Đó là gì? Cách 1, dễ hiểu nhất, đó là liệt kê tất cả các phần tử của tập hợp. Liệt kê hết ra.
xong rồi cho nó vào ngoặc nhọn. Thường dùng cách này khi nào? Khi mà tập hợp nó có ít phần tử thôi. Mở ngoặc. Thường dùng khi có ít phần tử. Chứ nó có nhiều mà liệt kê ra thì mệt lắm, tốn giấy. Ví dụ tập hợp số tự nhiên nhỏ hơn 6. Tập hợp số tự nhiên nhỏ hơn 6. Đấy, viết bằng lời thì nó như vậy. Nhưng mình có thể liệt kê ra là A bằng 0, 1, 2, 3, 4, 5. Thế là hết. Thế còn nếu mà người ta lại bảo là tập hợp số tự nhiên nhỏ hơn 200 thì sao? Thế chẳng nhẽ mình lại ngồi liệt kê ra từ 0 cho đến 199 à? Không, người ta không làm thế. Trong trường hợp mà không liệt kê được thì người ta sẽ dùng tính chất đặc trưng của tập hợp để mô tả tập hợp. Cách 2 là dùng tính chất đặc trưng của tập hợp, của phần tử để mô tả. Ví dụ nhá, tập hợp những số tự nhiên nhỏ hơn 200, viết bằng lời là vậy, đọc lên là như vậy. Và bây giờ thầy sẽ viết B bằng những cái phần tử x mà thuộc vào n, tập hợp những số tự nhiên mà x nhỏ hơn 200. Đấy, đây là một cách viết tập hợp, viết bằng cách là mô tả tính chất đặc trưng của cái tập hợp đó. Đó là những số tự nhiên nhưng mà lại nhỏ hơn 200. Đấy là một cách viết tập hợp. Mục thứ ba là cái khái niệm mà thầy vừa nói. Đó là gì? Tập hợp rỗng. Một dòng thôi là xong. Đây là mình đang học bài đầu tiên về tập hợp, nên nó nhiều khái niệm, nhiều tính chất, nhiều định nghĩa. Ba nhỏ. Tập hợp rỗng là cái tập hợp mà không có phần tử nào cả. Không có phần tử nào cả. Rỗng túi, chẳng có đồng nào trong túi cả. Không có xu nào luôn. Tập hợp rỗng là tập hợp mà không có phần tử nào cả. Và người ta ký hiệu tập hợp rỗng là cái chữ O tròn tròn này này, xong rồi gạch chéo một phát như này, không có đồng nào, rỗng túi luôn. Đấy, có một cái chú ý nhỏ nhỏ này, lúc làm bài tập trắc nghiệm ta rất hay bị sai này. Cái này này là tập hợp rỗng và nó không có phần tử. Và chú ý rằng là nó cũng không dùng ngoặc nhọn. Không dùng cái ngoặc nhọn là thế này hay thế này đâu nhá. Thế còn cái trường hợp mà lại viết như thế này này, thì nó lại là một tập hợp có một phần tử bên trong. Là một tập hợp có một phần tử bên trong. Nó là một cái túi mà bên trong đấy nó có một phần tử. Phần tử đấy là tập rỗng. Là một tập hợp mà lại có một phần tử bên trong. Thế còn đây ví dụ thầy viết là rỗng này, xong rồi A này. Đấy, ngoặc nhọn vào. Thì đây này là một tập hợp có hai phần tử bên trong. Nó là một tập hợp mà bên trong đó có hai phần tử rỗng và A. Ta phân biệt cho thầy ba cái này nhá. Rồi các bài tập khác tương tự trắc nghiệm, kẻo ta lại bị sai một cách đáng tiếc. Phần thứ tư, khái niệm về tập hợp con.
Phần thứ tư, tập hợp con. Con ở đây tức là nó nhỏ hơn đấy, tập hợp con. Ta nói A là tập con của B. Nếu mọi phần tử của A, mọi phần tử của A đều thuộc B. Mọi phần tử của A thì đều nằm trong B. Như vậy là A nó là bé hơn B. Tập con ở đây là kiểu như là hình ảnh của một cái túi to và một cái túi nhỏ ấy. Thì khi cái túi nhỏ mà nó nằm trong cái túi to thì người ta nói rằng cái túi nhỏ đấy là con của cái túi to. Hình ảnh minh họa A là tập con của tập B, bởi vì mọi phần tử của A thì đều thuộc B. Đó, được chưa nào? Giống như là con với lại mẹ khi mà mang thai á, thì đứa con nó nằm hoàn toàn trong bụng của mẹ thì đấy là con của mẹ. Được chưa? À, chú ý tập A thì là con của tập A với mọi tập A. Tại vì sao? Chiếu theo định nghĩa, mọi phần tử của A đều nằm trong A. Thế nên A là con của A, nó là con của chính nó. Đấy là trong tập hợp nhá. Tiếp tục này, rỗng là con của A với mọi tập A. Mọi phần tử của rỗng đều nằm trong A. Nhưng mà bởi vì rỗng nó chả có phần tử nào cả nên là nó đúng rồi. Nó chả có phần tử nào cả. Rỗng là con của A với mọi tập A. Ta nghĩ là rỗng như một cái túi vô hình ấy. Mà cái túi vô hình thì nó nằm trong mọi cái túi khác. Nó chả có phần tử nào cả thì nó vô hình mà. Nếu nó có phần tử thì nó đã hiện hữu. Nó có phần tử thì ta biết ngay là trong cái túi này nó có một cái đồ vật. Hoặc nó có một đồng tiền, nó có một đồng xu. Đấy là nó hiện hữu rồi. Nó hữu hình rồi. Nó có phần tử và nó khác rỗng. Nhưng mà nếu nó bằng rỗng thì coi như là nó chả có cái gì luôn. Nó vô hình. Và nó vô hình nên nó là con của mọi tập hợp khác. Nó nằm trong mọi tập hợp khác. Đấy. Được chưa? Ta phải qua cái khái niệm tập con thì ta mới sang cái phần tiếp theo được. Mục thứ 5, tập hợp bằng nhau. Tập hợp bằng nhau. 5, tập hợp bằng nhau. Ta nói hai tập hợp A và B được gọi là bằng nhau nếu A là con của B. Thầy đã ký hiệu kia chưa? Ta phải ghi cho thầy thêm một câu vào đây. Tự dưng viết xong mới nhớ là mình chưa nói. Ký hiệu A là con của B. Đó, ký hiệu con. Thực ra thì hồi lớp 6 mình học về tập hợp nó cũng có cái này rồi mà. Nhá. Đây, ký hiệu con đây. Nếu A là con của B và B là con của A. Như vậy có thể viết như sau: A bằng B khi và chỉ khi A là con của B và B là con của A. Tức là mọi phần tử của A thì đều nằm trong B, mọi phần tử của B thì đều nằm trong A. Hai tập này thì nó giống hệt nhau. Ví dụ A mà bằng 1, 2, 3, còn B thì bằng 1, 3, 2. Hai tập này là bằng nhau. A bằng với B. Mọi phần tử thuộc A thì nó cũng thuộc B. Mà mọi phần tử thuộc B thì nó cũng thuộc A.
A là con của B và B là con của A. Còn trường hợp mà nó lệch đi một chút thì nó sẽ không bằng nhau. Ví dụ C thầy cho là 1, 2. Còn A thầy vẫn cho là 1, 2, 3. Thì chỗ này ta suy ra là A với C nó không bằng nhau. Tức là A nó khác C, nó không bằng nhau. Được chưa? Bây giờ ta lại sang cái phần tiếp theo, phần thứ 6. Nếu mà tốc độ thầy ghi và trình bày như thế là hơi nhanh thì chúng ta cứ việc dừng clip lại, ghi chép cho thật cẩn thận cho đến hết mục 5 đi đã. Đọc lại một lượt hết mục 5 đi, dành 5 phút ra để đọc hoặc là nhiều hơn, đọc cho nó hiểu kỹ đi, rồi hãy sang mục tiếp theo là mục 6. Các phép toán tập hợp. Các phép toán tập hợp. Đầu tiên này, hợp của hai tập hợp A nhỏ hợp của hai tập hợp. Cấp 2 cũng học rồi, nhưng bây giờ thì nói lại cho nó kỹ. Hợp của hai tập hợp là gì? Hợp ở đây có nghĩa là hợp lại, gộp lại. Ta ghi vào đây cho thầy. Mở ngoặc, hợp lại, gộp lại, lấy tất cả. Đấy, ý nghĩa của cái từ hợp, hợp của hai tập hợp, hợp lại, gộp lại và lấy tất cả. Thì cho hình vẽ, ta hãy tự làm nhé. Hãy gạch chéo vào phần hợp của hai tập hợp trong các cái hình vẽ sau đây. Thầy cho A với B như này thì ta xem hợp nó đâu. Thầy cho A B như này, hợp nó ở đâu? Cho A to, B nhỏ. Và hình cuối cùng thầy viết ở đây, cho A, cho B. Đó, hợp của nó đâu? Hợp của hai tập hợp. Dừng cái hình lại, vẽ vào vở đi, rồi tự làm. Nếu không chắc chắn thì làm bằng bút chì, sau đó nghe thầy chữa, sai thì tẩy đi sửa lại. Mấy giây là xong thôi. Mình học thì mình phải chi tiết như vậy mới được. Nào, hợp tức là gộp lại, lấy tất cả, có bao nhiêu lấy hết, gộp nó lại, hợp nó lại, ôm hết vào. Đây, hợp. Hợp là lấy hết, lấy cả A và B, lấy cả A và B. À, ví dụ nếu thầy cho A bằng phần tử là 1, 2, B là phần tử bằng 1, 3, 4 thì lúc đó A hợp với B, đây ký hiệu luôn đây, A hợp với B chính là bằng lấy tất 1, 2, 3, 4. Cái số 1 nó chung nhau rồi ấy thì tập hợp mình chỉ viết một lần thôi, không viết lặp lại. Còn 2 thì nó chưa có ở B, nhưng mà mình gộp vào nên mình lấy luôn. 3 mình cũng lấy luôn, 4 mình cũng lấy luôn. Gộp lại có bao nhiêu lấy hết. Trong tập hợp thì phần tử người ta không biết lặp lại. Biết lặp lại thế thì nó vô cùng lắm, cứ viết số 1 xong lại viết số 1, không biết số 1 nữa thì nó nhiều lắm. Lặp lại người ta không tính thế. Trong tập hợp phần tử chỉ viết một lần thôi.
Nếu có thì viết một lần thôi nhá. Ký hiệu đây, ta ghi thêm một chữ vào đây được. Ký hiệu là A hợp với B, đọc là A hợp với B. Mục B nhỏ, giao của hai tập hợp. Giao ở đây là trong cái từ giao nhau ấy, tức là gì? Mở ngoặc, giao nhau, giao cắt đấy, trên đường mà nó giao nhau, hiểu chưa? Giao nhau, lấy phần chung của hai tập hợp. Đó, lấy cái phần chung. Lấy phần chung. Thế thì A giao B, đây là ký hiệu A giao B, thì gồm những phần tử x sao cho x thuộc A và x thuộc B. Chữ và này tức là nó đồng thời thuộc cả A và B. Thế còn trên này, phần trước này này, thầy cũng có thể viết thế này cho ta dễ hiểu này. A hợp B gồm những phần tử x sao cho x thuộc A hoặc x thuộc B. Chữ hoặc thôi nhá, thuộc A hoặc thuộc B. Còn nếu nó thuộc cả hai thì càng tốt. Đây, phần tử 1 nó thuộc cả A và B không sao. Phần tử 2 thì nó thuộc A nhưng mà nó không thuộc B thì cũng không sao. Thuộc A hoặc thuộc B là được mà. Chính vì cái chữ hoặc này này nên là mình mới lấy tất. Nó thuộc A cũng được mà nó thuộc B cũng được. Nói chung là cứ thuộc A, B là lấy hết. Còn thuộc cả A, B thì càng tốt. Đây này, những cái chỗ này là thuộc cả A, B đây này. Đây thuộc cả A, B đây này. Nhá. Thế sang bên này, giao của hai tập hợp là yêu cầu là và, thuộc A và thuộc B. Người ta chỉ lấy phần chung nhau thôi, lấy phần giao nhau thôi. Nhá. Ta lại ghi vào đây, hãy gạch chéo vào phần giao của hai tập hợp. Lại vẽ hình như vậy. A đây, B đây. A đây, B đây. B đây, A đây. Và hình cuối cùng A đây, B đây. Gạch chéo vào phần giao của hai tập hợp. Giao là gì? Là lấy phần chung nhau, lấy phần giao nhau. Thế thì hai cái thằng này nó giao nhau. Hai cái thằng này giao nhau thế nào? Phần chung nhau. Phần chung nhau. Đây, phần chung nhau đâu? Thuộc cả A và B. Thuộc cả A và B. Đây, phần chung nhau đâu? Nó không chung nhau. Vậy trường hợp này, A giao B bằng rỗng. Nó không giao nhau. Không giao nhau thì giao nhau bằng rỗng. Rỗng là không có phần tử nào cả. Với cái ví dụ ở bên kia vẫn là AB như cái kia, thì A giao với B nó ra phần tử gì? Ra phần tử 1. Lấy phần giao nhau mà nha. Bây giờ lại là cái, thầy xem bao nhiêu phút rồi. Mục thứ 3. Mới có hơn 20 phút thôi. Thầy nói lốt cái phần các phép toán này nè. Được rồi đấy. Phần C, hiệu của hai tập hợp. C, hiệu của hai tập hợp. Cho hai tập hợp A và B, hiệu của A và B
ký hiệu là A trừ đi B. Đọc A trừ B. Hiệu mà, hiệu thì là phép trừ, đọc thì là A trừ B. Nhưng mà trong tập hợp ký hiệu là xuôi như này. Đó, gạch xuôi A trừ B. Thế thì A trừ B gồm những phần tử x sao cho x thuộc A mà x không thuộc B. Ghi đi, ta phải ghi vào vở đi. Sau đó đọc đi, xem có hiểu không? Và có hình dung ra được không? Nó là những phần tử như thế nào? Thuộc A mà không thuộc B. Thế ta cứ hiểu cái hiệu như này cho dễ này. Mở ngoặc. Hiệu là trừ đi phần chung với B và giữ lại phần riêng. Hiệu là trừ đi phần chung với B và giữ lại phần riêng. Giữ lại cái phần thuộc A mà không thuộc B ấy là cái rất riêng của A. Còn những cái gì thuộc B ấy là mình trừ đi là mất rồi. A trừ B là có cái gì thuộc B, mình trừ đi là nó mất rồi. Bây giờ còn những cái thuộc A mà nó không thuộc B. Đó, trừ đi phần chung, giữ lại phần riêng. Sau này ta cứ nhớ như vậy. Hiệu là trừ đi phần chung và giữ lại phần riêng. Yêu cầu hãy gạch vào phần hiệu của A trừ B nhá. A trừ B nào. A B A B. Sang bên này hai cái hình nữa. B A A B nào. Suy nghĩ đi. Gạch vào cái phần hiệu của A trừ B. Hiệu là gì? Là trừ đi phần chung và giữ lại phần riêng. A trừ B thì cả cái A bên trái trừ đi cái B bên phải thì nó chỉ trừ đi được cái phần này thôi. Còn cái phần mà nó không có thì nó cũng chẳng trừ được. Nhưng mà sau khi trừ đi phần chung và giữ lại phần riêng thì nó còn phần này. Đó. A trừ đi B. Trừ đi B thì nó mất đi cái phần của B, mất đi cái phần chung nhau với B và nó còn cái phần của nó. Nó còn cái phần riêng này này. Đó. Đây. A trừ B. Vì cái hình này A nó lại nằm trong B, nên mà khi đem A trừ B này là mất luôn, mất tiêu luôn, mất hết. Bởi vì cái gì nó cũng chung mà. Vậy thì lúc này A trừ B bằng rỗng. Trừ đi phần chung, hết luôn. Giữ lại phần riêng, chẳng còn cái gì mà riêng cả, nên là bằng rỗng. Thậm chí là A trừ B còn thiếu ấy. Bởi vì A trừ B thì nó chỉ trừ được cái phần lõi này thôi, phần ngoài này nó có trừ được đâu. A trừ B nó còn thiếu cơ. A trừ B là hết luôn, hết tiêu luôn. Đó. Thế còn cái này A trừ B. A trừ B thì cái A nó to hơn cái B. Trừ đi phần chung là trừ đi cái lõi, trừ đi B mà. A trừ B trừ đi cái phần chung. Thế là trừ đi cái lõi thì nó mất cái lõi thôi, nó còn xung quanh. A trừ B sau khi trừ đi B thì nó vẫn còn, và nó còn cái phần riêng của nó. Trừ đi phần chung và giữ lại phần riêng. Đấy, ta cứ nhớ thế. Trừ đi phần chung, giữ lại phần riêng. Sang đây, A trừ B trừ đi phần chung, giữ lại phần riêng.
nó chả chung cái gì cả. Như vậy là chả trừ cái gì cả, giữ lại phần riêng. A trừ B thì còn A luôn. A trừ B bằng A. Đây, trừ đi phần chung, có chung gì đâu, giữ lại phần riêng, giữ lại hết, tại vì nó riêng hết, chả chung nhau cái gì, giữ lại luôn. A trừ B bằng A. Và tất nhiên B trừ A thì bằng gì? B trừ A tức là trừ đi phần chung, giữ lại phần riêng, giữ lại phần riêng. À, thế trường hợp này B trừ A, B trừ A giữ lại phần riêng, rỗng. A trừ B thì bằng phần gạch, gạch chéo. Được chưa nào? Đó, ok chưa? Phần thứ tư mới là xong được đây này. Phép lấy phần bù D nhỉ? Phép lấy phần bù. Phần bù, ta nghe đi, nghe cái chữ phần bù này đi. Phép lấy phần bù, mở ngoặc, bù vào cho nó to bằng nhau. Chính vì cái ý nghĩa như vậy nên cái phép toán lấy phần bù này này, nó chỉ dùng trong trường hợp hai tập là con của nhau thôi. Chỉ dùng khi A là con của E. Đó. Cho A là con của E, phần bù của A trong E là cái tập hợp mà mình ký hiệu là C E A. Phần bù của A trong E là cái tập hợp ký hiệu là C E A, gồm những phần tử x sao cho x thuộc E mà x không thuộc A. Phần bù của A trong E với điều kiện A là con của E là những cái phần tử x sao cho x thuộc vào E mà x lại không thuộc vào A. Thực sự đọc lên thì lần đầu là thấy cũng hơi dối, nhưng mà thầy mô tả thế này cho ta hiểu này. A là con của E, phần bù là cái gì? Là cái phần mà mình bù vào cho nó to bằng nhau. Thế cho nó dễ hiểu, cái mà phần ta bù vào cái A ấy, để cho nó to bằng cái E ấy, thì nó gọi là phần bù, thế thôi. Đây, cái phần bên ngoài này này, nó là phần bù chứ gì nữa. Đấy, đây nó chính là phần bù của A trong E. Bù vào A cho nó to bằng E, bù vào A cho nó to bằng E. Viết đơn giản thế cho nó dễ hiểu. Thế những cái phần mà ở phần gạch gạch này này, ta nhìn xem có phải là nó thuộc E, nó thuộc E không? Mà nó không thuộc A, nó không thuộc A đúng không? Đấy, thế thôi. Ví dụ nhá, cho A có phần tử là 1, 2, cho E có phần tử là 1, 2, 3, 4, cho B có phần tử là 1, 2, 3. Bây giờ chúng ta sẽ làm này. C, E, A là những cái phần tử mà mình bù vào A cho nó to bằng E, 3 và 4, bù vào A cho nó to bằng E nhá. Thế ví dụ thầy làm tiếp này. E mà trừ đi A, trừ là gì? Trừ đi phần chung, giữ lại phần riêng, nó ra 3 với 4. Được chưa?
Thế bây giờ thầy lại lấy A trừ B. A trừ B. Trừ là gì? Trừ đi phần chung, giữ lại phần riêng. A trừ B trừ phần chung hết luôn, bằng rỗng. Thế nhưng thầy lại hỏi B trừ A. B trừ A. B trừ A. Trừ đi phần chung, giữ lại phần riêng. Đó. Thế thầy lại hỏi B trừ E. B trừ E. Trừ đi phần chung, giữ lại phần riêng. Trừ đi phần chung là hết luôn rồi còn gì nữa. Thế nhưng mà E trừ B. E trừ B. Trừ đi phần chung, giữ lại phần riêng. Dạ. Đó. Thế còn C B E. Bù vào B cho nó to bằng E. Bù vào B cho nó to bằng E. Ok chưa nào? Đó, chính xác. Đó, tạm thời thầy trình bày cho đến hết cái mục này thôi nhá. Chứ thêm cái mục nữa là nó sẽ bị dài quá đấy. Học nó vất vả, ta sẽ để tách cái phần đó ra ở một cái video tiếp theo.